Cái video clip này không có nhận bất cứ một cái sponsor nào từ hai hãng Medify và Good & Doctor. Và video clip ngày hôm nay sẽ là một cái video clip review so sánh cặn kẽ chi tiết hai cái loại serum B5 hiện tại là vì thấy là bắt đầu đang làm mình làm mãi trên thị trường làm đẹp hiện nay. Ồ, alo alo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Here we go. Và hầu như mà nếu mà các bạn lên Facebook thì các bạn sẽ thấy là hai cái hãng serum B5 này chạy sitting rất là nhiều. Có người review khen và bên cạnh đó thì cũng có người review chê. Nói chung là bàn tán rất là sôi nổi. Đó là hai em serum B5 của Good & Doctor và Medify. Nhất là cái con B5 của Good & Doctor này mọi người chạy sitting kinh khủng luôn. Còn Medify là người đến sau của Good & Doctor nên là chạy sitting marketing không có bằng. Nhưng mà trước sau gì cũng sẽ chạy sitting thôi. Tuy là hai cái hãng Good & Doctor và Medify chạy sitting kinh khủng như vậy, nhưng mà có một cái đặc điểm rất là thật là hai cái hãng này hiện tại không booking KOL quảng cáo gì hết nha mọi người. Chính vì vậy cái video clip này khi mà Vi thực hiện cũng không có nhận bất cứ một cái sponsor nào từ hai hãng Medify và Good & Doctor luôn. Và khi mà đọc những cái review chạy sitting như vậy á thì Vi thật sự là bị hỗn loạn, không biết cái nào là review thật, cái nào là review fake. Nên thôi cuối cùng nên tin vào chính bản thân mình thì hơn, tự mua về, tự thoải mái trải nghiệm, tự do mạnh mồm review, không ngại ai buồn, cũng không sợ hãng nào trách, khỏe. Và về hai loại Hira B5 của Good & Doctor và Medify là hai hãng đều xuất xứ từ Hàn Quốc và đã có nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam, nên là các bạn cũng không phải lo quá nhiều về cái vấn đề là mua hàng pha ke giống như là những cái serum, những cái hãng sách tay như là Diadinri hay là Dienkelis chẳng hạn. Về cái thiết kế thì hai em này đều đựng trong cái chai thủy tinh như thế này. Về Good & Doctor thì cái thân của nó hơi mập thù lù xuống một xíu, còn Medify thì thon thả hơn. Nhưng mà nhìn mập vậy thôi chứ thật ra thì dung tích của hai cái sản phẩm này đều là 30ml hết nha mọi người. Và đã là Hydrating B5 Serum thì chắc chắn trong cái sản phẩm của cả hai em này đều có chứa thành phần vitamin B5. Nhưng khi mà mọi người check vào bảng thành phần á thì cái vị trí vitamin B5 của hai cái em serum này hoàn toàn đứng ở vị trí khác nhau. Pantenol là vitamin B5 của Good & Doctor thì đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng thành phần. Còn cái Medify này thì Pantenol đứng ở vị trí số 15, có nghĩa là gần như là cuối bảng thành phần luôn. Nên chính vì cái điều này thì Vi cũng suy ra là về cái B5 của Good & Doctor sẽ nhỉnh hơn một chút xíu về nồng độ so với lại bản Medify này. Và bên cạnh đó thì kể cả cái thành phần Allantoin là một cái thành phần làm mềm, làm dịu da, giảm kích ứng thì trong hai em này vẫn có. Nhưng mà lại một lần nữa cái thành phần Allantoin trong Medify lại đứng ở gần cuối bảng thành phần tiếp tục luôn. Chính vì vậy trên lý thuyết và dựa trên trải nghiệm mà Vi đã sử dụng hai em này thì về cái Allantoin và cái B5 trong hai cái sản phẩm serum này về vấn đề phục hồi da, làm dịu da thì Good & Doctor sẽ chiếm ưu thế một chút xíu hơn là Medify. Và ngoài Vi ra thì thật sự Vi cũng nhận được khá là nhiều feedback của các bạn khi mà các bạn sử dụng cái serum B5 của Good & Doctor này. Khi mà các bạn bị đỏ da, bị bong chóc, bị kích ứng á, các bạn sử dụng cái serum B5 của Good & Doctor này á thì nó rất là nhanh cải thiện, chỉ một vài lần thôi là da của bạn cải thiện rất là ổn luôn. Và trong hai sản phẩm này thì đều có những cái đặc điểm chung về thành phần cũng như là công dụng. Ngoài cái đặc điểm chung là cái thành phần Allantoin và B5 ra thì trong hai em này còn có niacinamide nè. Thì như mọi người cũng biết, niacinamide là một cái thành phần hỗ trợ làm sáng da, làm đều màu da và cải thiện được cái tuyến bã nhờn và lỗ chân lông. Và còn có cái adenosine là một cái thành phần dưỡng ẩm và chống lão hóa cho da. Rồi glycerin, sodium hyaluronate cũng là hai cái thành phần thiên về cái vấn đề dưỡng ẩm, cấp nước. Ngoài ra thì có một cái đặc điểm hơi khác một chút xíu nữa là trong cái thành phần của em Medify này thì cái thành phần Centella Asiatica Extract là cái thành phần chiết xuất từ rau má sẽ được add vào và đứng đâu tầm giữa giữa bảng thành phần. Và còn B5 của Good & Doctor thì cũng không có dừa, không có chiết xuất từ rau má, nhưng mà cuối bảng thành phần của Good & Doctor sẽ có cái thành phần chiết xuất từ trà xanh. Và về cái đặc điểm này, nếu là Vi á thì Vi sẽ thích cái thành phần chiết xuất từ rau má của em Medify hơn. Tại vì đơn giản là về skincare thì Vi thích cái thành phần rau má hơn trà xanh. Giả lại cái rau má trong Medify này còn đứng ở tầm giữa giữa bảng thành phần, còn Good & Doctor cái thành phần trà xanh á đứng ở tận cuối lận mọi người. Nên là về cái đặc điểm này thì Vi sẽ ưu ái cái em Medify hơn. Và cái đặc điểm lớn tiếp theo mà Vi không biết là mọi người có để ý hay không là về cái em Medify này
sẽ còn được add vào cái thành phần tea tree, là thành phần chàm trà. Chàm trà thì từ lâu là một cái thành phần sẽ thiên về da dầu mụn, phát huy trong cái vấn đề giảm viêm. Và khi cái thành phần chàm trà này đi vào từng cái lỗ chân lông trong da thì sẽ hạn chế được cái tình trạng bít tắc, giảm được cái hiện tượng dầu nhờn và thông thoáng lỗ chân lông. Thì đó, suy ra trong cái em Hyaluronic B5 Serum của Medifra này sẽ thiên về cho da dầu mụn hơn ha. Thật ra là nếu mà review tới đây á, các bạn ngại, các bạn rén là cái thành phần tea tree này sợ là cái nồng độ cao quá, sử dụng hơi không hợp chút xíu, thì mọi người, cái thành phần chàm trà trong Medifra này đứng ở tầm giữa bản thành phần thôi, chứ không gọi là đầu bản thành phần đâu. Nên là cái thành phần tea tree trong cái em Medifra này nó cũng không gọi là nồng độ quá cao giống như là cái thành phần rắc ri chàm trà của The Body Shop đâu. Nó chỉ là giúp cho các bạn có một cái làn da dầu mụn, có thể ngăn ngừa được cái sự hình thành của mụn và giảm được cái sự hình thành của cái tuyến bã nhờn tốt hơn thôi. Và bắt đầu đi vào phần bên dưới nè mọi người, có một cái đặc điểm rất là lớn giữa hai em này nữa là nếu mọi người nhìn bắt đầu từ giữa đến cuối bản thành phần của Wood & Duck á, thì mọi người sẽ phát hiện ra là tự nhiên trở về cuối á mọi người, trong cái bản thành phần của hình đất này có rất là nhiều những cái thành phần chiết xuất từ thực vật, cỏ cây các thứ. Còn về Medifra thì cái bản thành phần nó sẽ tối giản hơn, chỉ cũng có những cái thành phần chiết xuất từ thực vật nhưng mà chỉ là một số những cái thành phần nổi trội thôi, chứ không phải là một ề dài sọc giống như là bên Good & Duck đâu. Da thì bản thân Vi thì Vi cũng có đọc được một số review, có bạn bảo là trời ơi cái Good & Duck này sao tôi nghe mọi người review dữ dằn quá mà tôi xài vô tôi bị dị ứng vậy. Thì cái vấn đề này Vi nghĩ là các bạn nên xem lại những cái thành phần chiết xuất từ thực vật một ề bên dưới á, giống như ban nãy Vi review á, là có hợp với da của bạn hay không. Hoặc đơn giản là những cái thành phần chiết xuất từ thực vật, cỏ cây như thế này khi kết hợp với lại một số thành phần có trong cái sản phẩm như là niacinamide B5 có gây ra cái hiện tượng conflict, gọi là mâu thuẫn, những cái thành phần này đụng với cái thành phần kia, mâu thuẫn trên da của bạn làm cho da của bạn bị kích ứng hay không. Nếu mà những cái thành phần này khi kết hợp với nhau mà nó gây ra những cái hiện tượng là mâu thuẫn giữa các chất với nhau á mọi người, nhưng mà chỉ đối với trên da của bạn thôi nha, một số người khác thì không sao, thì da của bạn vẫn bị kích ứng như thường ý. Đối với Vi thì khi mà Vi sử dụng hai em này thì cả hai đều không có làm cho da Vi bị kích ứng gì hết. Nhưng mà Vi khuyên là đối với những bạn nào có một cái làn da dầu mụn nhạy cảm với những cái thành phần lạ lạ thì nên nó chọn một cái sản phẩm có bản thành phần tối giản như là của Medifra để giảm nguy cơ các thành phần đụng với nhau, mâu thuẫn với nhau trên riêng da của bạn, cũng như là giảm được cái tỷ lệ kích ứng xuống nhiều nhất có thể. Đúng là về hai cái sản phẩm này thì đều rất là lành tính, không chứa cồn, không chứa hương liệu, không chứa paraben và không chứa các chất tạo màu. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn đừng có vì vậy mà các bạn cắm đầu cắm cổ vào để các bạn sử dụng cách vô tội vạ. Người hiểu da mình biết xem bản thành phần thì ngoài những cái đặc điểm trên ra, họ sẽ chú trọng hơn rất là nhiều về những cái thành phần lạ lạ khác mà trước giờ họ chưa có dùng thử. Khi mà bơm cái sản phẩm của Good & Duck ra thì mọi người phải chui cái lỗ mũi, ngửi lấy, ngửi để lắm thì mọi người mới nghe một chút xíu cái mùi thoang thoảng. Nhớ là phải hửi kỹ lắm luôn á nha, mới nghe được mùi một chút xíu thôi, chứ không quá nồng nha, chút xíu thôi nha. Còn cái Medifra này á, thì dù cho các bạn có ngửi hết mùi Covid này thì á, cũng không nghe được mùi gì hết đâu. Đơn giản là nó không có mùi luôn. Tiếp theo là cái texture trong hai em này thì cả hai đều là một cái dạng đặc trong suốt và không màu. Còn về cái độ thấm, nếu mà các bạn lên group các bạn hỏi là cái Good & Duck và Medifra cái nào sẽ thấm nhanh hơn, thì một số người họ bán Good & Duck thì họ sẽ phán là Good & Duck. Còn những người mà họ đang ôm lô Medifra thì họ sẽ Medifra. Theo trường phái công tâm vải chữ nha, thì mình review thật sự là hai cái này không có cái nào thấm nhanh hết. Cụ thể là khi mà các bạn bơm ra, các bạn xoa hai cái sản phẩm này trên da thì ban đầu nó sẽ để lại một cái lớp màng dưỡng ẩm nhẹ, nó sẽ gọi là có một cái độ bóng nhẹ trên da, rồi sau đó từ từ cả hai sẽ bắt đầu thấm vào da. Và cái tốc độ thấm á, ngang nhau, không có cái nào nhanh hơn cái nào hết ha. Và nếu mà các bạn hỏi mình á, vậy thì cuối cùng Good & Duck và Medifra mình sẽ chọn loại nào? Da mình cũng sẽ thẳng thắn trả lời câu hỏi này là bởi vì da của mình không bị kích ứng với hai sản phẩm này như ban nãy mình nói. Và cộng với cái việc là mình thấy cái khả năng dưỡng ẩm, làm sáng da, làm mờ thâm mụn, làm đều màu da của hai em này là ngang nhau. Nên là sẽ còn tùy vào cái hoàn cảnh da lúc đó của mình để mình lựa chọn. Ví dụ như là da của mình trong những ngày ẩm ương,
hay tiết dầu nhiều, hay lên mụn thường xuyên thì chắc chắn là lúc đó mình sẽ chọn Medifra. Tại vì da như này mình nói là ngoài niacinamide B5 ra thì nó còn có chàm chà mà Good & Đất không có. Còn bình thường chỉ cấp ẩm làm dịu da thì mình sẽ chọn Good & Đất. Và nếu mà các bạn hỏi mình á, liệu Good & Đất và Medifra có xoán ngôi được cái vị trí của thằng Dianery và Dianchelis trong thời gian sắp tới giống như cái tiêu đề mà mình đặt ra trong video clip này hay không, thì mình cũng xin trả lời là hoàn toàn có chứ các bạn. Đặc biệt là cái hãng Dianery, mình đã bắt đầu ghét cái hãng này thật sự luôn. Không phải là nó không chất lượng mà bởi vì hàng phát quá nhiều, giá thì bắt đầu hỗn loạn tùm lum tùm la. Và bực mình một cái nữa là khi mà mail hoặc là nhắn tin trên page cho cái hãng Dianery này thì ít khi được phản hồi, và nếu mà có phản hồi á thì cũng ít khi có một cái câu trả lời cụ thể chính xác để quyết định là cái này có phải là hàng phát hay không. Thường họ thực sự trả lời rất là dông dài và kết một câu là bạn nên tìm đến các đại lý, các seller uy tín để bạn mua. Vì thực chất là vì biết là không những The Ordinary đâu mà tất cả các hãng mỹ phẩm trên cuộc đời này họ cũng không bao giờ thích cái sản phẩm của họ bị làm fake một cách đại trà đến như vậy. Còn Medifra và Good & Đất thì đã có công ty phân phối chính hãng tại Việt Nam rồi, nên là các bạn cũng không phải biết cấp hàng xách tay hay làm gì cho mệt mỏi. Và tôi là người đến sau trong cuộc chơi skincare và cái giá của Good & Đất cũng như là Medifra cũng sẽ nhỉnh hơn một chút xíu so với lại Dianery và Dianchelis. Nhưng suy xét cho cùng thì ví dụ như là cái chai niacinamide của Dianery, khi mà các bạn biết cấp về thì đúng là chỉ có riêng cái thành phần niacinamide mà thôi, hoặc là cái B5 của Dianery thì cũng chỉ có HA và B5 của Dianery mà thôi. Còn về cái Medifra và Good & Đất thì có rất là nhiều thành phần xịn, không những là B5, niacinamide, allantoin, chàm chà, các thứ đều tập trung một cái chai serum 30ml như thế này. Thì này là tùy các bạn thôi nha, nếu mà các bạn vẫn chưa có đủ kinh tế hoặc là đơn thuần các bạn chỉ muốn tập trung vào hoặc là B5 hoặc là niacinamide thì Yavi cũng sẽ recommend cho các bạn những cái đường link pick up những cái sản phẩm Dianery uy tín bên dưới phần description box, phần mô tả. Hoặc là nếu mà các bạn muốn pick up hai cái serum Good & Đất và Medifra này thì Vi cũng sẽ để cái đường link uy tín bên dưới phần description box, phần mô tả để các bạn tham khảo luôn. Và Vi cũng thật sự recommend cho các bạn là hãy thử, hãy cho da của mình có cơ hội thử hai cái em này đi. Không bao giờ làm các bạn thất vọng từ chất lượng đến thành phần, cả về cái sự an tâm về tinh thần giữa cái chốn nhiễu như hàng fake, hàng real, vàng thau lẫn lộn này. Da một lần nữa thì video clip này là một cái video clip không nhận sponsor từ hãng. Nếu mà Good & Đất và Medifra có vô tình xem được cái video clip này thì cũng không cần booking Vi làm gì đâu, tại vì đơn giản là có sao Vi review vậy thôi. Nhưng mà đừng có tiếc một cái comment hả nhẹ shoutout Vi hoặc là inbox riêng vỗ tay shoutout Vi cũng được. Ok, thì đó là tất cả những cái review về hai cái serum Good & Đất và Medifra. Hy vọng video clip này sẽ là một cái video clip bổ ích và mong Good & Đất và Medifra sẽ đến gần hơn với mọi người, bởi vì thấy là cái chất lượng của nó rất là ổn. Nếu mà các bạn thích video clip này thì hãy đừng quên cho Vi một like cũng như là một subscribe, đăng ký channel của Vi bên dưới, và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo rồi. Bây giờ thì bye bye và see you next video mọi người.